Trước tiên thì xin phép đại diện cho Ban Hỗ trợ Doanh nghiệp xin được giới thiệu những con người quan trọng nhất của ban. Và người đầu tiên thì muốn giới thiệu phó ban là chị Lương Thị Ngọc Như ạ. Tiếp theo một phó ban nữa của Ban Hỗ trợ Doanh nghiệp, đấy là chị Nguyễn Cẩm Tú ạ. Người tiếp theo mà em muốn giới thiệu là chị Dương Thanh Hương. Em mời chị. Kệ em. Trương Thu Minh. Đặng Thị Hiền. Nguyễn Thị Ngọc Lũy. Lâm Thị Ngọc. Mai Thị Tuyết Anh. Đặng Thị Hương Lan. Dạ, xin mời các chị em đứng lui về phía dưới xíu. Thưa với quý vị rằng là Ban Hỗ trợ Doanh nghiệp họp vào cách đây 2 ngày. Đến ngày hôm sau, Ban Hỗ trợ Doanh nghiệp mới ra được cái poster như thế này ạ. Xin lỗi một thành viên cuối cùng và rất đặc biệt, đấy là chị Lê Thị Thu Nguyệt ạ. Ban Hỗ trợ Doanh nghiệp thì có lẽ là cũng không có trình bày bài bản như các ban khác. Tuy nhiên là Thủy nghĩ rằng là ban rất là gấp, nhưng mà tất cả các thành viên của ban cũng đã nắm chặt tay nhau, cũng đã cho ra được một ban như thế này thì cũng không phải là ít người, phải không quý vị? Và khi mà Thủy lấy ý kiến tự nguyện để trở thành trưởng ban và hai phó ban, thì đây trưởng ban và hai phó ban trên tinh thần tự nguyện, không ép buộc ạ. Đó, thế thì Thủy thấy rằng là gì? Để trở thành một ban, cái việc đầu tiên phải có sự đoàn kết, có sự đồng lòng, cũng như là cái sự chung sức của mỗi thành viên. Ban Hỗ trợ Doanh nghiệp không có gì đặc sắc ngoài cái thông điệp là ban chúng tôi luôn ở đây và luôn sẵn sàng hỗ trợ các quý vị là chủ doanh nghiệp cũng như là doanh nghiệp. Và đặc biệt, ban hỗ trợ còn có thêm một phần nữa của thành viên rất là đặc biệt, đó là chị Bạch Hải. Chị Bạch Hải cũng nằm trong Ban Hỗ trợ Doanh nghiệp. Và những cái chương trình của chị Bạch Hải sắp tới thì cũng đồng hành cùng với ban để mà tổ chức cho những cái chương trình liên quan đến luật doanh nghiệp, thì chúng tôi cũng sẽ làm ra để cho các quý vị có thể tới để nghe, cũng như chúng ta cũng thảo luận thêm. Và ban chúng ta có câu slogan gì ạ? Choose the best solution, phải không ạ? Dạ vâng, bây giờ thì chúng tôi xin đồng thanh đọc câu slogan của Ban Hỗ trợ Doanh nghiệp, đó là Ban Hỗ trợ Doanh nghiệp lựa chọn sự tốt nhất cho bạn, được không ạ? Rồi, mình đồng thanh lại một lần nữa thật lớn đi ạ. Ban Hỗ trợ Doanh nghiệp lựa chọn giải pháp tối ưu cho bạn. Lựa chọn giải pháp tối ưu cho bạn nhá. Sao em biết vậy? Dạ đây em thấy này. Rồi, okay. 1, 2, 3. Ban Hỗ trợ Doanh nghiệp lựa chọn giải pháp tối ưu cho bạn. Yeah.